Em thân chào cả nhà mình, chúc cả nhà mình có một ngày giỗ tổ thật là vui vẻ nha cả nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì em có một cái phôi linh sam cả nhà ơi. Cái phôi này là cái phôi giường của em nha. Em vừa mới bứng lên ngày hôm qua luôn, nên ngày hôm nay vừa mới tanh nên mới ra giao lưu góc vui cùng anh chị em mình luôn nha. Cái phôi này là phôi linh sam tím chùm nha anh chị em mình. Cây rất là ok luôn cả nhà. Em út đã cắt gọt rồi, đã trát keo rồi anh chị em mình ơi. Hoành của nó trên cổ rễ là 45 nha anh chị em mình. Hoành trên cổ rễ là 45, chiều cao của nó là 40 cm. Linh sam tím chùm nha anh chị em mình, hồng rất là đẹp luôn. Em út đã để cái hình mặt bông trên bài rồi đó cả nhà. Anh chị em nào ưng ý cây này thì nhắn tin alo cho em, số điện thoại 0795499088 cả nhà ơi. Chúc cả nhà mình có một ngày đại lễ thật là vui vẻ nha cả nhà. Linh sam tím chùm nhà em nha, cái phôi này rất là to, em trồng tầm khoảng 6 đến 7 năm rồi cả nhà ơi. Hoành 45 nha cả nhà. Cây rất là duyên luôn, đã cắt gọt rồi cả nhà ơi. Đây cả nhà có thể thấy nha, em cắt gọt rồi, em trét keo cho cả nhà rồi. Anh chị em mình về chỉ cần dưỡng cây nữa thôi nha cả nhà. Cái bầu đất cũng rất là ok luôn cả nhà ơi. Hoành 45, chiều cao là 40, linh sam tím chùm anh chị em mình. Ưng ý thì nhắn tin alo ngay em nha cả nhà nha. Cây rất là duyên nha cả nhà.